Thưa quý vị, trình truyền hình ngày thứ 6, 1 tháng 2 trên kênh 7. Mời quý vị theo dõi những tiết mục sau. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Mỹ Những Cơn Chấn Động tập 10. 6 giờ phim hoạt hình phim bô. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ nghệ thuật và cuộc sống limousine giấc mơ đi vào hiện thực. 7 giờ 15 phút di sản thế giới. 7 giờ 30 phút bình luận âm nhạc nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bóng cây cơ nia. 7 giờ 50 phút sân khấu tài tử cải lương tuyển chọn. 8 giờ 50 phút nhịp sống Sài Gòn nhà thờ Gia Định. 9 giờ 15 phút phim truyện Việt Nam những người bạn cũ. 11 giờ giai điệu bốn phương. 12 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc bóng đêm sợ hãi tập 19 và 20. 13 giờ 45 phút thế giới đó đây những điểm nóng giao thoa văn hóa. 14 giờ 15 phút thưởng thức gia đình. 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Dạ Vũ tập 16. 15 giờ 15 phút thế giới muôn loài tạp chí thế giới muôn loài. 15 giờ 35 phút phim tài liệu bệnh đái tháo đường hiểm họa của mọi lứa tuổi. 15 giờ 55 phút những điều kỳ thú. 16 giờ 10 phút văn hóa ẩm thực món Huế ở Sài Gòn. 16 giờ 30 phút thưởng thức gia đình. 17 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Thái hậu Bắc Ngụy tập 35 và 36. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ câu chuyện ước mơ. 19 giờ 30 phút hoa hướng dương. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ chúc mừng sinh nhật. 20 giờ 30 phút chương trình vượt lên chính mình. 21 giờ chinh phục đỉnh Everest. 21 giờ 10 phút cười chút chơi. 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam KTX tập 41. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Đài Loan Chuột yêu gạo tập 18. 23 giờ 30 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. 23 giờ 50 phút người chiến thắng.